Kính thưa quý đức cha, quý cha, bây giờ là huấn từ của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Zhenli. Đáng lẽ Ngài hiện diện hôm nay, nhưng vì lý do ngoài mong muốn, cho nên Ngài không hiện diện với chúng ta hôm nay. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên Phụ tá sẽ truyền huấn từ của Ngài đến với cộng đoàn chúng ta. Chúng con xin kính mời Đức cha cộng đoàn chúng ta chào đón huấn từ của Đức Tổng Giám mục của Đảng Thầy. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Zhenli đại diện Đức Thánh Cha Francisco tại Việt Nam nhờ tôi chuyển những lời sau đây của Ngài tới cộng đoàn. Ngài gửi đến cho tôi bằng tiếng Anh và sau đây là bản dịch của tôi. Kính thưa tất cả mọi người đang quy tụ tại Vịnh Hội, hôm nay thật là một dịp đặc biệt, rất quan trọng, và tôi rất muốn hiện diện nơi đây để cầu nguyện cùng anh chị em. Tiếc rằng tôi bị ngăn cấm tới Vịnh Hội. Mặc dù hiện tại tôi đang ở Vinh, anh chị em quy tụ nơi đây để tưởng nhớ cha thánh Gioan Batista Malo, một trong những vị thánh tự đạo của Lào được giáo hội tuyên phong vừa qua. Anh chị em quy tụ ở Vịnh Hội vì nơi đây có mộ của Ngài, biểu tượng sống động của cuộc tự đạo. Cha thánh Malo là nhà truyền giáo thuộc hội Thừa Sai Paris, công dân của nước Pháp cao quý, người con yêu dấu của giáo hội Công giáo Pháp. Tôi muốn gửi lời chào tới Ngài Rémy Lambert, đại diện Đại sứ Pháp tại Việt Nam. Ngài tỏ lòng trân quý đối với chúng ta bằng sự hiện diện trong thánh lễ này. Tôi xin cảm ơn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về việc tổ chức biến cố này. Tôi xin gửi lời chào của Đức Thánh cha Francisco tới quý Đức cha, quý cha thuộc hội Thừa Sai Paris, quý cha, quý thầy, quý sơ trong và ngoài nước Việt Nam, cũng như tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây và những ai đang thành tâm dõi theo biến cố này qua các phương tiện truyền thông. Vậy, đâu là sứ điệp chúng ta có được từ cha thánh Malo và cuộc tự đạo của Ngài? Chúng ta có thể nhận thấy ở đây ba chiều kích của sứ điệp. Được hết, cha Malo yêu mến châu Á, cha đã rời đất nước thân yêu của mình đến Trung Quốc và trải qua 18 năm ở đó để loan báo tin mừng Đức Giêsu Kitô và giúp đỡ những người nghèo khổ. Cha bị trục xuất khỏi Trung Quốc, cha đã không rời bỏ đại lục châu Á này. Cha đã tới Lào và sống ở đó 16 tháng trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cha Malo yêu châu Á và yêu mến miền đất Đông Dương này. Cha đã trở nên người Trung Quốc với những người Trung Quốc, trở nên người Lào với những người Lào. Quả thật, một vị tự đạo không chỉ chết cho Thiên Chúa mà còn chết cho những người mà mình hằng yêu mến. Cha Malo là nhà truyền giáo, cha là sứ giả của Đức Giêsu Kitô. Như bao sứ giả khác, cha luôn nay đây mai đó trong toàn bộ cuộc sống loan báo tin mừng của mình. Thật ý nghĩa rằng cha đã chết trên đường đi do kiệt sức trong hành trình dài và thảm khốc tới giáo phận Vinh. Cha Malo chết vì thân xác tiều tụy. Sự chết của cha không do một hành động tàn bạo. Cha không đổ máu như các vị tự đạo khác, bởi vì một cách biểu tượng, cha không còn máu trong hệ thống tuần hoàn nữa. Do đó chúng ta có thể nói rằng đây là cuộc tự đạo không đổ máu. Cha Malo được mai táng bên bờ sông Ngàn Sâu thuộc tỉnh Hà Tĩnh này. Quả thật, biến cố tự đạo của cha tương tự biến cố thả lưới nhiệm màu chỗ nước sâu, được thể hiện trong ý nghĩa của cái tên Ngàn Sâu. Từ bờ sông Ngàn Sâu, sự chết của cha trở nên nguồn mạch dồi dào, nảy sinh nhiều Kitô hữu như dòng sông tưới nước lên miền đất màu mỡ của tỉnh Hà Tĩnh này.
Tình yêu châu Á, hành trình truyền giáo và hoa trái tự đào của cha Malo để lại cho chúng ta mẫu gương theo thành ý Chúa và sức mạnh để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô và các giá trị Kitô giáo trong hoàn cảnh khó khăn. Thiên Chúa có chương trình của Người cho giáo hội tại Việt Nam, nhưng Người cần anh chị em cộng tác thực hiện. Tương lai của giáo hội lệ thuộc vào anh chị em và đức tin của anh chị em. Tôi cũng nhận thức được những thách đố mà anh chị em đang gặp phải. Sự trung tín của anh chị em đối với các nguyên lý Kitô giáo bị thử thách trên nhiều phương diện. Trong đó có tiến trình tục hóa và sự giới hạn tự do khi anh chị em thực hành đức tin của mình. Xét cho cùng, tình yêu luôn đem đến vinh thắng, tình yêu không bao giờ bị đánh bại. Hãy yêu Thiên Chúa, yêu châu Á, yêu tổ quốc của anh chị em. Tình yêu này là thực tài mà Cha Thánh Hiển Vinh Gioan Bautista Malo thông truyền cho tất cả chúng ta. Tình yêu là thực tài mà Việt Nam và Lào cần xây dựng tương lai của mình trong bầu khí hòa bình. Xin Chúa thương ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Và tôi xin kết thúc với cái lời đọc bài chia sẻ của đại diện tòa thánh. Xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn. Chúng con cảm ơn Đức Cha Phêrô đã chuyển huấn từ của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Gelli, đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam. Chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa. Cảm ơn Ngài.